Hi, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ đây là xe điều khiển mình đã mua từ rất là lâu rồi. Hôm nay mình sẽ phục chế nó lại thành một chiếc xe điều khiển từ xe sạc cho kẻ RX và TX luôn. Đây rất là cũ rồi, bụi bặm rồi. Để xét hết. Hôm nay mình sẽ chế lại nha. Thành một chiếc xe kinh khủng. Sạc được. Rồi giờ mình đâu mình sẽ làm việc với chiếc xe trước nha. Giờ mình sẽ tháo ốc ra. Đây là toàn bộ nội tạng bên trong đó này các bạn. Nhìn cũng khá là mới. Giờ mình bảo quản cũng khá là tốt ấy. Nên nó không có cũ. Bây giờ mình sẽ mở nắp ra nha. Đây giờ mình sẽ cắt cái dây nguồn đi. Rồi đây là cái dây nguồn của nó, mình sẽ xử lý đây sau. Đây thì mình đã có chuẩn bị pin 1S. Pin này dung lượng của nó là 2400 mAh nha. Với một số dây kết nối nữa. Giờ mình sẽ tiến hành mình hàn kết nối pin với xe nha. Xin lỗi các bạn nha, nãy mình có việc bận nên giờ mình sẽ tiếp tục công việc. Đây mình sẽ dùng pin 1S để xe kết nối hàn vào hai đầu của nó. Sau khi mình đã hàn xong thì mình sẽ kết nối dùng một dây sạc này, mình sẽ kết nối lại để mình sạc. Mình sẽ luồn nó vào bên dưới nha. Rồi. Rồi mình sẽ tiến hành hàn. Rồi sau khi mình để hàn xong thì mình sẽ test thử. Được rồi nha, đèn sáng. Thế là đã xong. Để xong bằng xe thì mình sẽ tiến hành chuyển sang phần TX của nó nha. Phần tí của nó thì mình sẽ tiến hành tháo vít ra. Đây là có những cái khắc, mình sẽ tháo những cái khắc đây ra nha.
Và rất đơn giản, mình sẽ xài pin. Pin này là pin trong laptop cũ, mình sẽ xài một cục. Mình sẽ đặt vài. Giờ mình sẽ tiến hành mình cắt bỏ phần đấy đi. Rồi mình sẽ đặt cái viên pin này vào. Rồi, sau khi mình đã hàng xong thì mình sẽ đỡ hai cái đầu sạc ra phía sau nha. Rồi giờ mình sẽ tiến hành mình lắp lại. Rồi thế là mình đã hoàn thành xong bộ tiết cho nó rồi. Phần điện mình đã làm xong. Giờ mình chỉ cần gắn bộ vỏ này cho nó là xong rồi. Rồi, thế là hoàn thành xong. Giờ mình sẽ tiến hành test thử.
Thế là mình đã đổi pin thành công cho con xe điều khiển từ xe của mình rồi. Nó có thể sạc được nha mọi người. Mình dỡ nắp này lên. Đây, đây là jack mình sạc này. Mình mua cục sạc pin 1S mình gì mình sạc được. Đây cũng tương tự. Mình có hai cái đầu sạc. Hai đầu dây để sạc pin. Nó vừa tiện lợi, nó vừa tiết kiệm nữa. Nếu bạn thấy hay thì hãy like và subscribe kênh của mình nha. Xin cảm ơn.